Ngọc Tiên và Hoàng Rapper xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Người Chồng Trong Mơ. Chương trình chúng tôi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sum Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sum Phạc Ma và đặc biệt là nhà tài trợ chính Nutri Baby giúp bé ăn ngon tiêu hóa tốt. Và bây giờ xin mời quý vị hãy gặp gỡ nhân vật chính ngày hôm nay, đó chính là cặp đôi vợ chồng Ánh Quý và Anh Tuấn. Xin mời. Xin chào anh chị. Một cặp đôi vợ chồng rất trẻ đúng không ạ? Không biết là anh chị kết hôn được bao nhiêu năm rồi ạ? Hơn 10 năm rồi đó. À dạ, hình như vẫn còn thiếu gì đó. Và vì vậy xin được giới thiệu chị Mộng Thu là người bạn thân nhất của chị Ánh Quý, và cùng với anh Sương Giang là người bạn thân nhất của anh Tuấn. Xin mời hai anh chị. Xin chào anh Giang. Xin chào chị Tuấn. Anh Sương Giang là một người bạn thân từ bao lâu của anh Tuấn ạ? Mình và bạn thân của anh Tuấn là hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm là trước khi anh chị này quen nhau luôn đó hả? Ồ, còn chị Mộng Thu thì sao ạ? Hai đứa mình chơi với nhau là được 8 năm rồi. Dạ, công việc của anh Tuấn là làm gì anh hả? Kỹ thuật bên sửa chữa thiết bị máy may. Chị Quý đang làm công việc nội trợ chăm lo cho hai bé, một bé trai 9 tuổi và một bé gái 4 tuổi, đúng không ạ? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cặp đôi vợ chồng này khi họ được tách ra hai không gian khác nhau để nói ra những điều mà bấy lâu mình chưa dám chia sẻ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Người Chồng Trong Mơ. Và hiện tại Hoàng Đáp Bơn đang ngồi tại khu vực của người chồng, đó chính là anh Tuấn. Và không biết là thời gian trước đây cơ duyên nào anh gặp gỡ chị Quý, và ai là người chủ động nói lời yêu trước? Mình gặp vợ lúc vợ tới công ty của mình làm việc. Ồ, vậy là lúc đó anh sửa máy, còn vợ tới là để mua máy để may. Không không, vợ tới làm bên kinh doanh. Vừa mới gặp một cái là bắt sóng cảm xúc liền. Hình như vậy á. Dạ, là anh chủ động. Đúng rồi, mình chủ động xin số điện thoại chứ. Cái cảm giác đầu tiên khi anh thấy được vợ mình như thế nào ấy? Vợ mình có cái nụ cười tỏa nắng. Dạ vâng, nụ cười tỏa năng. Nhưng mà hãy khai thật với chương trình, trước khi đến với vợ mình, anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hôm nay mình nói thật là chưa trải qua mối tình sâu sắc nào. Gọi là mình chỉ có qua loa thôi, chứ không có yêu sâu đậm. Dạ, cảm ơn anh. Nói chung là nghe một số bật mí rồi đó. Chị Quý hồi nãy cũng gật đầu lia lịa. Chị, nhưng mà Ngọc Tiên cũng đang rất là tò mò, muốn biết thêm một số cái điều. Chẳng hạn như là cái lần đầu tiên mà gặp nhau vậy, lần sau mình có thể bắt đầu cái thời gian mình tìm hiểu quen nhau. Lần đầu tiên em đi làm á là vào ngày thứ hai, công ty kêu em đi công tác với một người nước ngoài nữa. Thế là đến ngày thứ bảy, em quyết định là mời cái anh người Đức với lại mấy anh chị đi nhậu. Thì khi mà mình đi về nhà, mình quành lại thì mình lại thấy ông xã. Mình nhìn ổng, ổng đẹp trai đó. Đương nhiên phong độ vậy mà. Cái là em mới nói, ố cái anh này là ai vậy? Cái mấy anh đó nói là, ừ, cái thằng này làm chung. Chị làm quen với ảnh trước hay ảnh làm quen với chị trước? Trong lòng của mình muốn làm quen với ảnh trước, nhưng mà mình là con gái. Đấy, cuối cùng ảnh bắt chị với chị trước hả? Dạ, đi ăn xong mọi người chia tay về thì ảnh mới nói, thôi đi hát karaoke đi. Cho mình đi hát karaoke, cái ảnh ngồi bên cạnh mình, ông nói, cho anh xin số điện thoại đi. Vậy đó. Nhưng mà ảnh trong mắt của chị cho đến bây giờ luôn vẫn là người tuyệt vời nhất chứ. Dạ đúng không? Ảnh cũng là người đầu tiên mà chị sâu sắc nhất. Dạ đúng không? Lúc mà em gặp ảnh á, trái tim em đập thình thịch muốn rớt ra luôn này. May mà giữ lại đúng không? Cảm ơn chị Quý rất nhiều. Vừa rồi chính là một số chia sẻ ngọn lửa tình yêu trước khi hôn nhân cách đây hơn 10 năm. Nhưng sau hơn 10 năm, cuộc sống thường nhật của cả hai vợ chồng sẽ như thế nào? Xin mời quý vị đến với những hình ảnh sau đây. Một sáng chủ nhật tại gia đình nhà chị Ánh Quý, anh Tuấn đang nằm thảnh thơi lướt điện thoại trên chiếc ghế dài. Hai bé nhỏ đang ngồi chơi đồ chơi dưới sàn nhà. Chị Quý thì đang làm gì nhỉ? Chị Quý nhà, đây rồi. Dơ bẩn dễ sợ á. Ngày nghỉ mà trông chị ấy tất bật vậy. Con kêu mấy đứa dọn lại đồ chơi đi. Nằm hồi à. Liệu anh Tuấn có nghe thấy những lời nói của chị Quý không nhỉ? Chắc là không rồi. Đôi mắt của anh ấy hình như không rời khỏi chiếc điện thoại một chút nào. Anh hai, điện thoại cho em. Không. Ôi ôi, chiến sự đã xảy ra rồi. Bé Jojo đã cầu cứu sự giúp đỡ của ba Tuấn. Này, sẽ lấy máy của em. Liệu ba Tuấn có giúp được bé không? Thì em mới đưa cho con thì con lấy thôi. Tranh luận nha. Không có. Đừng em mẹ. Hai, đây là giải pháp tốt nhất mà ba Tuấn có thể làm.
này, đưa đồ chơi cho em. Dạ. Sao mà xả? Siêu nhân giải cứu đã đến. Bỏ đồ chơi, dọn dẹp đồ chơi cái nè. Mọi việc đã có siêu nhân rồi, nên anh Tuấn cứ việc yên tâm bên chiếc điện thoại. Nhanh đi con, dọn dẹp đồ chơi rồi mẹ con. Trời, chảy máu rồi chị Quý ơi. Dường như vết thương của chị không đủ lớn để lay động hai người đàn ông vẫn chăm chăm bên chiếc điện thoại kia. Mình cũng là một người phụ nữ rất là yếu đuối. Nhưng từ khi mình có con, mình có chồng, mọi thứ mình đều phải tự làm. Mình phải tự mạnh mẽ. Nếu như mà mình té xuống thì mình phải tự đứng lên. Đó là bản năng mà khi mình có chồng mình mới có. Ây cha, ngay từ những cảnh đầu tiên chúng ta thấy đổ máu rồi quý vị ạ. Rất căng thẳng. Nhưng mà cái chân mình lúc đó có sao không? Cũng đau lắm chị, chảy máu. Anh không nhìn tới luôn. Dạ quen rồi, nhiều lúc rửa chén đứt tay thật, là lại nó đau quá. Chỉ mong là anh cầm cho em cái bằng cá nhân tới quấn mà anh không bao giờ. Anh Tuấn ơi, anh làm kỹ thuật, có bao giờ anh gặp rủi ro trong công việc của mình và anh bị đứt tay không? Trong cái ngành máy may đấy, nó rất dễ dẫn đến việc đứt tay hay là dập tay. Thương đúng rồi, đúng. Lúc bị thương thì mình lấy côn mình rửa, mình xong mình băng keo lại thôi. Có nghĩa lúc đó anh không nhờ đến bất cứ một sự trợ giúp nào cả mà tự mình lo cho mình. Đúng. Đó. Quý hãy thông cảm cho anh Tuấn đi. Đó là tâm lý của anh, thói quen của anh rồi. Hình như anh là một người rất là vô tư đúng không chị? Dạ. Chắc sẽ còn nhiều điều vô tư nữa đây. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi nè. Dọn dẹp đi ăn cơm con. Có lẽ chị Quý cũng đã quen với việc tự chăm sóc cho bản thân mình rồi. Anh ơi đừng ngồi vậy. Vết thương rồi cũng phải tự lành. Và chị lại tiếp tục với những công việc thường ngày. Anh, dọn dẹp đi ăn cơm. Liệu anh Tuấn có nghe được tiếng của chị Quý không nhỉ? Trời, anh ấy lại tiếp tục với chiếc điện thoại. Trước đi. Và việc dọn dẹp là của hai người phụ nữ ấy. Trời ơi, vô giỏi vậy hả? Mâm cơm đã sẵn sàng, nhưng anh Tuấn vẫn chưa hề muốn rời khỏi chỗ nằm. Và bé Bonnie hình như cũng giống với bà Tuấn vậy. Bé Bonnie á hay cầm điện thoại lắm. Nó đi học về là nó cầm điện thoại. Mình không biết làm cách nào để cai nghiện cho con nữa. Nhiều lúc mình lấy điện thoại mình đi giấu luôn á. Mình lo sợ cho tương lai của bé. Mê điện thoại, mê game thì bé sẽ học chậm hơn những người bạn khác. Thỉnh thoảng mình có nhìn thấy con mình bấm điện thoại. Mình không nhìn sao mà nó giống bà nó thế. Cơm đi anh. Anh ấy vẫn cầm điện thoại kìa. Ba bỏ điện thoại xuống ăn cơm đi ba. Lấy cho em đôi đũa được không? Vô lấy đi. Trời, anh Tuấn ơi, chỉ là đôi đũa thôi mà. Mẹ ơi, ba. Ăn cơm đi con. Cũng được, cũng được. Từ khi mình có đứa con đầu tiên cho đến ngày hôm nay, hình như là chồng mình cũng chỉ nói một câu là cũng được, rất bình thường. Ừ, chỉ như vậy thôi chứ chưa bao giờ là khen mình là ừ nấu ngon lắm, ăn ngon lắm hay là ừ đẹp lắm. Ăn nữa nè. Những lúc ăn cơm chỉ toàn là mình quan tâm đến anh. Nói anh ơi, uống nước canh đi. Anh ơi, ăn miếng thịt này đi anh. Hoặc là anh ơi, ăn miếng cá này đi anh. Hôm nay em mua con cá tươi lắm. Nhưng mà hình như chưa bao giờ chồng mình gấp cho mình dù chỉ là một cọng rau. Chuyện gấp đồ ăn cho vợ ông là mình chắc là không rồi đó. Mình không phải là con người hoa mỹ. Nên mấy cái đấy mình thấy kỳ kỳ. Mẹ ơi, ba ơi, em điện thoại cho mẹ. Anh bỏ điện thoại xuống đi anh. Trừ khi anh đi tắm. Còn lại là tất cả là anh đều cầm điện thoại. Ngủ cũng cầm điện thoại, ăn cũng cầm điện thoại. Cứ giống như là chiếc điện thoại là người vợ bé của chồng mình vậy. Nhiều lúc mình cảm thấy mình ghê với cái điện thoại luôn mới ghê chứ. Một ngày mình cầm điện thoại có 5 tiếng đồng hồ à. Về nhà mình cũng thấy rảnh rỗi thì mình cầm. Vừa nãy chân em có sao không? Anh ấy hỏi rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại là sao nhỉ? Không sao hết.
anh ấy không quan tâm đến câu trả lời của chị sao? Cha cha, cái này là em nói theo tưởng tượng của em thôi nha. Là cái này là ngôi nhà của một người mẹ với ba người con đó. Anh cũng như một cái lớn gì đó. Trời ơi, vô tư cái sợ luôn. Nếu mà em là chị Quý, em cũng ghen với điện thoại đó. Tại sao anh không bấm em đi mà anh không bấm em đi mà anh cứ bấm điện thoại hoài vậy? Anh Tuấn khi mà thấy là những hình ảnh này nè, với góc nhìn khác thì anh cảm nhận như thế nào? Dạ, mình thấy đúng là nó đi quá. Dạ, hơi quá đúng không ạ? Lâu lâu mình vô tình như vậy chứ không phải lúc nào nó cũng như vậy. Anh Giang, anh thấy phong cách làm việc của anh Tuấn như thế nào? Tuấn làm việc rất là chăm chỉ. Từ trước Tuấn chưa lấy vợ thì cũng hay chơi game, nên khi mà có vợ rồi thì cái việc cầm điện thoại cũng không thể nào bỏ được. Mình nghĩ thì chắc từ từ thì cũng sẽ bỏ cái điện thoại. Phải không chị? Hồi xưa khi mà quen nhau là lúc đó ảnh đã mê chơi game trên điện thoại chưa? Hình như anh mê em hơn á. À, mê hơn. Trời ơi, một đống hỏi mà. Bây giờ mới nói là nha, trước là mình quen ảnh á là mình thấy trong bóp ảnh lúc nào cũng có băng cá nhân hết trơn á. Thật. Có một lần mình đi chơi mình mang đôi giày, nó bị băng cái gân đằng sau á, nó bị đau quá. Bông da đằng sau. Dạ, dạ. Cái ảnh mới cúi xuống, ảnh lấy cái bóp ảnh ra, ảnh lấy cái băng cá nhân ảnh dán vô mình. Cái em mới hỏi là ủa sao trong bóp anh có nhiều băng cá nhân quá vậy? Cái anh nói ừ, để khi nào mà lỡ có đứt tay này kia anh băng, với lại để anh quan tâm đến em. Trời ơi, dính đòn liền. Đó, chính vì vậy mình mới yêu ảnh vậy đó. Mà đến khi mình yêu xong rồi đến giờ mình thấy mình đứt tay đứng chân và anh cũng lơ. À, tại vì cái bóp của ảnh để trong phòng rồi, thành ra không có lấy ra được. Với lại cái lý do mà ảnh mang băng cá nhân theo thường xuyên như vậy, tại vì do công việc của ảnh mà. Nhưng mà anh Hoàng, em vẫn thấy là cả cái đôi đũa ảnh cũng đâu có lấy chị đâu. Tại vì cái vị trí của chị Quý gần như cái bếp hơn. Người nào gần hơn người đó đi lấy đi. Đàn ông bên nhau á. Mà chị Thu, hồi đó giờ chị có bao giờ tới nhà chơi mà chị thấy ảnh ghiền game đến vậy không? Ghiền, không phải nói xấu anh Tuấn, nhưng mà đây Quý là mạnh mẽ. Thành ra là anh Tuấn nghĩ là nhà mình có một siêu nhân. Thành ra là có kêu gì anh cũng rồi thôi à. Siêu nhân ánh Quý. Bây giờ hiểu lý do rồi đó anh Hoàng à. Tại vì người phụ nữ chúng ta quá mạnh mẽ. Ây cha, để xem cô ấy còn mạnh mẽ được bao lâu nữa đến khi cô ấy gặp được người chồng trong mơ quý vị nhé. Chị nên dẫn mấy đứa nhỏ chơi không? Được đó ba, dẫn không? Tụi con đi chơi ba. Trời nắng trong trăm rồi đâu. Đi chơi đi rồi ba. Anh má đi chơi đi. Lâu lâu dẫn tụi nhỏ đi công viên chơi. Liệu hai bé có thuyết phục được ba Tuấn không? Ừ, được rồi, chiều đi. Ồ, thật tuyệt, cuối cùng anh ấy cũng đã đồng ý rồi. Nhanh lên, xong chưa? Xong chưa? Đợi chút xíu thôi. Nhanh lên. Con xong trước rồi nè ba. Trời giỏi không? Đợi em xíu. Ghê, dù ơi, nhanh lên. Làm gì mà lâu vậy? Trời ơi, trời. Thấy ghét gì trời. Xuống, mẹ xuống. Ba, đừng mẹ xuống, xuống. Xuống mẹ ơi. Anh chờ em xuống xíu nghe. Nhìn nhanh này. Chị ấy lại quên gì sao? Anh, nhớ thay cái áo này nè, em vừa mới mua cho anh á. Mặc cái áo mặc cái này được rồi. Nhớ thay đi mà anh. Chỉ là chị ấy muốn anh Tuấn mặc chiếc áo khác thôi mà. Hình như chị ấy đã không thuyết phục nổi anh Tuấn, và anh Tuấn vẫn quyết định mặc bộ đồ đơn giản ấy như bao buổi đi chơi khác. Nhiều lúc mình cảm thấy xấu hổ lắm, mình nhìn nó rất là lôi thôi. Chính cái sự hời hợt của anh làm cho mình cảm thấy buồn, bởi vì là người ta sẽ nghĩ gì về vợ của mình khi vợ mình không quan tâm đến chồng. Mình nghĩ mặc đồ như vậy là cũng được rồi, đâu phải chú trọng. Quan trọng là mình dắt con đi chơi chứ đâu phải là mình đẹp để đi chơi cho mình đâu. Mình cũng hay mua đồ cho chồng của mình lắm, còn ngược lại thì chồng mình chưa bao giờ mua gì cho mình hết. Hình như là chồng mình không bao giờ biết mình thích cái gì, và size áo của mình là size áo số mấy, hay là mình thích cái màu gì. Dắt vợ đi mua sắm thì chắc là không có rồi đó. Mấy cái khoản mua sắm này là mình không có dành. Chồng mình với mình trải qua đã 11 năm với nhiều sự sóng gió trong gia đình. Trước khi mà mình đến với ông xã mình á, thì gia đình chồng mình không có chấp nhận, nên bên nhà chồng á thì rất là gây nhiều là áp lực, nhất là mẹ chồng của mình không có chấp nhận mình, chỉ có mỗi ba chồng chấp nhận mình.
rồi những người dì chồng cũng vậy nữa, áp lực mình lắm. Thậm chí nhiều lúc gọi điện thoại nói này nói kia mình nữa, hoặc là nhiều lúc mình đi về bên đó chơi, cái mấy người gia đình chồng còn nói là mày đâu phải là con dâu cái nhà này đâu. Nhiều lúc mình có cảm giác chứ họ không muốn vợ chồng mình đến được với nhau, họ muốn vợ chồng mình nhanh chóng chia tay nhau. Nhưng chính vì điều đó, mình với chồng mình càng lúc càng yêu nhau nhiều hơn, càng biết trân trọng những gì mình hiện bây giờ đang có. Mặc dù bây giờ rất là khó khăn, nhưng mà mình tin rằng mình sẽ vượt qua. Mình muốn nói với chồng mình rằng á, dù có khó khăn như thế nào, dù những việc anh làm với em nhỏ nhặt em sẽ bỏ qua hết, bởi vì em rất yêu anh. Em không muốn gia đình của mình tan rã, em muốn gia đình của mình luôn luôn được hạnh phúc. Anh ơi, cố gắng lên và vượt qua anh nhé. Em yêu anh nhiều lắm. Có thể nói đó là những cảm xúc yêu thương nhất mà chị Quý đã chia sẻ, không chỉ là ở trong hình ảnh vừa rồi mà cả ngay thực tế lúc này bên cạnh Tiên và cũng như là chị Thu, chị Quý cũng không có kìm được những giọt nước mắt của mình. Chị Quý à, hơi tiếc là mình đang ngồi ở hai bên đầu chiến tuyến khác nhau, nhưng mà qua những lời mà chị chia sẻ và Robert cũng phải rớt nước mắt vì cảm nhận sự đồng cảm trong đó để có thể kéo dài có khoảng thời gian hơn 10 năm là cả một thử thách. Em cảm nhận chị đã phải bỏ qua rất nhiều cái tôi của mình, mà cái lý do vì sao một người phụ nữ rất là tuyệt vời như chị Quý mà lại không nhận được sự ủng hộ của bên gia đình chồng, anh Tuấn có giải thích được cái điều đó không? Phải là do bố mẹ chồng mà cho cả cô dì chú bác không đồng thuận, lên ba mẹ cũng không đồng ý. Lời ra tiếng vào nhiều quá, nhưng mà định kiến từ đâu ra? Tại vì cái lúc mà vô làm trong cùng công ty, chú mới dì là đã không ưa. Người ta tìm những cái tật xấu của mình, người ta để mình đánh lui đó. Tại vì khi mà lui mình cái việc của mình, công ty, những cái người bà con của ông xã là sếp của mình. À dạ. Mà mình chỉ là một nhân viên, lấy cái người nào đó trong cái gia đình của một người sếp thì họ sẽ nghĩ là chỉ vì tài sản. Nhưng mà thật sự ra em nói thật lòng là em yêu anh Tuấn nhiều lắm luôn á. Em yêu anh á giống như là tiếng sét nó đánh cái rầm vô xong rồi cái người mình nó sững vậy nè. Mình yêu ảnh như vậy luôn á. Nhưng mà chị Quý nè, khi mà mình đối diện với những cái khó khăn cản trở đó, mình làm sao để mình có thể vượt qua được ạ? Em chứng minh cho mọi người thấy tình yêu là sự thật. Em chăm sóc con, chăm sóc chồng thật là tốt. Gia đình chồng, do dù ai có nói gì hay ai có đối xử với em như thế nào, em đều không bao giờ một cái tiếng nào gọi là không có lễ phép. Thật sự đây là lần đầu tiên thấy Quý rơi nước mắt, làm cho mình cảm thấy rất là cảm động. Tại vì hồi nào giờ Quý lúc nào cũng tươi cười hớn hở, không có bao giờ mà Quý nói mấy cái chuyện này đâu. Nên hồi nãy mới nói là Quý là một siêu nhân là tại vậy đó. Chuyện đối nội đối ngoại là Quý chịu được hết. Như vậy là cái lịch sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình nó khá đều đặn, với việc là nội trợ, rồi chồng thì đi làm, rồi chăm lo cho các con, rồi hết. Đa số giải trí là qua điện thoại hoặc là cái tivi đúng không chị? Chứ không được đi du lịch. Nhắc đến vụ đi chơi, các em lại nhớ đến chuyện đi công viên đó. Anh chị lại hai bé có hay đi công viên hay là đi chơi với nhau không? Dạ không. Hình như là có một hoặc hai lần trong vài năm. Nhiều lúc cũng muốn chồng đi du lịch một tuần với mình đi đâu đó, nhưng mà cũng khó lắm. Ví dụ như nhiều lúc mình rủ chồng đi Đà Nẵng là chồng cũng xin nghỉ được 2-3 ngày rồi đi thôi, chứ còn cũng không có đi được lâu. Điều cách rất là vội vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn thêm một số ý nữa thì em thấy á, khi mà chị cầm cái áo ra đưa anh á, đó là một trong những cái hình ảnh mà em không có quên được. Có thể là mình hơi bị chậm tại cái việc là anh đã đi ra ngoài rồi mình mới cầm cái áo ra cho anh. Nhưng mà anh có thường không quan tâm đến trang phục của mình như vậy hay không? Hồi trước á, anh cũng quan tâm đến trang phục, nhưng mà từ lúc có con rồi á, nói đi chơi là em lăng xăng chuẩn bị hết, chồng em chỉ có việc đi ra là ngồi lên xe thôi. Đó là sự thật luôn á. Mỗi lần đi chơi là em cứ phải soạn áo quần cho anh nữa. Soạn áo quần cho anh hả? Em soạn áo quần. Em không bên anh được rồi. Anh thật là may mắn khi có chị Quý là người vợ, là người nội trợ trong gia đình. Nên em nghĩ nhiều lúc anh cũng phải thông cảm với chị, đừng có hối thúc hay là cáu gắt gì cả. Em nghi là áo chỉ mặc ảnh còn không biết size gì luôn đó anh. Anh áo size gì? Chắc em không biết. Câu trả lời rất là chắc chắn luôn. Size áo mà không biết thì anh biết size áo của vợ mình chứ. Ủa không biết size gì luôn hả? Size của mình mà còn không biết là sao size của vợ biết được trời. Trời đất ơi. Size của anh là size gì chị? Mà cái tướng anh tao nhìn thích mặc size S vì cái áo anh body cho nó đẹp. Chị có bao giờ thấy là ảnh giống như đứa con lớn nhất ở trong nhà mình không? Thì em nói là em có ba đứa con luôn chị. Chăm chồng giỏi như chăm con luôn. Xuất sắc. Không biết là có bao giờ ảnh
mua tặng cho vợ mình một cái gì hay chưa nữa. Từ lúc quen nhau cho đến ngày hôm qua thôi là cái đầm mình đang mặc bây giờ là ông xã mình mua tặng cho mình. Nhưng mà với điều kiện là chị đi chung với anh là chị thử đúng không? Dạ. Mà anh có biết size của chị chưa? Dạ chưa. Bây giờ chị bật mí luôn đi. Size M đúng không? Nói gì nói chứ thật ra là chúng ta cũng thấy đó là một trong những cái hình ảnh không thể nào mà quên được. Thế nhưng những cái điều mình mong muốn, liệu người chồng trong mơ của chị sẽ như thế nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe trước đã nhé. Mình muốn người chồng trong mơ của mình là mũi cao, da trắng, má 2 mí giống như mình thì càng tốt. Mặc một cái áo thun, mặc một cái quần jean và một đôi giày thể thao. Cảm thấy con người rất là năng động và thoải mái. Mình muốn người chồng trong mơ chăm sóc mình những lúc mình đau bệnh, cùng chia sẻ với mình những việc khó khăn trong gia đình. Nếu như mà người chồng trong mơ của mình á đến và tặng cho mình một chiếc đầm vừa với thân hình của mình thì mình cảm thấy vui rồi. Mình rất muốn người yêu của mình khen mình một tiếng là em rất đẹp. Chỉ như vậy thôi mình cảm thấy là đủ rồi. Khoan, xí, từ từ. Tại sao anh Tuấn mắc mi lót mà chị vẫn yêu? Chị giải thích đi. Anh đang hỏi chị. Giống diễn viên Hàn Quốc. Tại sao anh Tuấn hơi vô tư như vậy mà chị vẫn luôn luôn dành rất là nhiều tình cảm, thương yêu dành cho anh? Nói thẳng ra là anh hiền lắm. Khi mà mình gặp anh đó mình nói là mình sẽ chăm sóc anh cho thiệt là tốt. Mình cứ nghĩ vậy đó. Thành ra là dù anh có sai hay anh có như thế nào nữa, mình vẫn yêu anh. Ấm lòng gì đâu. Nhưng bây giờ sẽ là giây phút ấm lòng dành riêng cho chị Quý khi gặp gỡ được người chồng trong mơ đích thực và đầy tiêu chuẩn mà chị ấy đã đưa ra. Xin mời quý vị. Đây sẽ là người chồng trong mơ của chị Quý. Trời ơi, cao. Anh ấy đó. Sẽ thực hiện danh sách những mong ước của chị ấy. Kìa, nhìn cặp chú kìa. Đó là một chàng trai năng động xuất hiện trong một chiếc áo thun và chiếc quần jean khỏe khoắn. Anh ấy có một vóc dáng cao ráo. Đặc biệt thì có một chiếc mũi cao và nụ cười tỏa nắng. Dạ, con có 2 mí không? Và hôm nay, tất cả những điều chị Quý mơ ước đã được thực hiện. Chỉ trong nửa ngày thôi, người chồng trong mơ do chương trình cử đến bắt đầu xuất hiện. Chị Quý đang chỉnh trang trước khi được gặp người chồng trong mơ. Ồ, hình như có bóng dáng ai xuất hiện trước cửa nhà chị. Liệu có phải là người chồng trong mơ mà chị Quý đang mong đợi? Biến thái, biến thái. Thì như đang nạp đường trước cửa. Biến thái, biến thái. Chàng trai này là ai? Hồi hộp quá. Đó chính là người chồng trong mơ Đăng Khoa. Người mẫu chuyên nghiệp, đẹp trai phong độ, biết quan tâm chăm sóc con cái, thấu hiểu mọi tâm tư của vợ, luôn nói những lời yêu thương, cùng vợ đi chơi vào cuối tuần và đặc biệt luôn tạo cho vợ những điều bất ngờ. Em có thể cho anh hôn cả được không? Hú hồn chưa? Trời ơi, như một nam thần. Trời ơi. Xoái ca anh ơi. Anh hồi trước anh có tập hồi gym không? Anh Tuấn cũng đẹp trai như vậy á. Đẹp trai hơn mình có tập mà. Ủa, ý là bây giờ không đẹp trai á hả? Giờ cũng đẹp. Mười mấy năm rồi. Phải trải qua thời gian, phải hủy hoại một tí chứ. Trời ơi. Nhan sắc có bị hiệu quả nhiều. Hồi đó anh Tuấn em là anh Tuấn còn đi học stream mà cơ thể với anh cũng có búp vậy nè, xong cái khi mình cởi cái người ra sao dạ. Cục luôn đúng không? Cái cục dạ. Anh rất là đẹp, lần nào anh đứng ở chỗ cái gương anh cũng làm đi. Và bây giờ sẽ là lời yêu cầu đến từ chương trình. Nếu như anh không thực hiện anh sẽ bị mất vợ. Anh sẵn sàng chứ anh Tuấn? Làm lời cho luôn. Sẵn sàng á. Anh hãy thực hiện lại động tác cách đây hơn 10 năm khi khoe muối với vợ của mình. Dạ đúng rồi, đứng lên. Cái lúc đó anh khoe sao? Lúc đó là mình khoe. À vậy hả? Em nghe gọng gọng. Con trời, còn không gọng còn rất chắc lắm. Bây giờ là đứng đứng trước gương, gương cho nó tròn một múi. Còn một múi vòng tròn vo á. Mà bên cái đó thì chúng ta đã hiểu là những thời gian đầu họ sống với nhau với những kỷ niệm rất là đẹp. Sau hơn mười mấy năm, đương nhiên mình không còn phong độ giống như hồi trẻ. Đúng rồi. Thì bây giờ nhìn lại một cái hình tượng người chồng trong mơ, anh cảm thấy bắt đầu run sợ trước đối thủ của mình chưa? Mấy bạn trẻ bây giờ đẹp quá, đẹp quá, body đẹp quá.
nếu mà các chàng trai trẻ mà muốn tấn công vợ mình phải giải quyết cái vấn đề đó triệt để thì chắc là mình phải phóng cũng là công nhanh. Đúng rồi, cùng chiều. Mình không anh để. Anh thấy ghen không? Rất ghen. Rất ghen hả? Rất ghen. Bây giờ để coi con có ghen hay không, lúc này mới là cần thiết nữa nè. Liệu là người chồng trong mơ ngoài việc xuất hiện đó rồi còn làm gì cho chị nữa, chúng ta hãy cùng xem nha. Trời ơi, nắm tay luôn. Trời, cao quá, sẽ cao hơn cái đầu. Trời ơi, quyến. Cái nắm tay ấy, nụ hôn ấy làm cô ấy nhớ lại thời mới yêu nhau với anh Tuấn. Trời ơi, mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy thật là hạnh phúc. Đâu đó mình có cảm giác được sống lại cái hồi yêu nhau với ông xã của mình. Thấy ở ngoài như thế nào? Nó giống như hình tượng trong mơ của em không? Có. Ôi trời, say mắt luôn. Ôi trời ơi. Thấy có thấy hạnh phúc không? Vui. Vui rồi. Là hồi hộp. Có một chút chờ đợi. Cảm ơn anh. Mình cảm thấy rất là vui. Anh chàng ta từ trang phục cho đến đầu tóc đến cái khuôn mặt rất là hợp, giống như cái gu thời trang của mình thích. Ngồi đi em. Để gối nè. Để bên kia ngồi xuống nè. Chỉ cần có em ở đây thôi là anh luôn luôn là vui vẻ. Em là người phụ nữ anh luôn hàm mơ ước. Anh ước mơ có một gia đình như vậy rất lâu rồi. Một người phụ nữ nhỏ bé dễ thương như em, để anh có thể đứng lên anh bảo vệ che chở em. Mình lâu lắm rồi. Em cứ nói đi. Có anh ở đây rồi. Anh đang lắng nghe em đây. Em cảm ơn anh đã đến đây, đến với em. Dù chỉ là trong mơ thôi. Mà là một giấc mơ đẹp đúng không? Chị ấy đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Tôi khóc rồi. Em khóc như vậy, em đau một, còn tim anh đau gấp 10 lần. Anh không muốn người phụ nữ mình yêu phải khóc. Mà nếu mà có khóc thì là phải khóc trong hạnh phúc. Mình khóc còn dễ thương quá ta. Đã lâu lắm rồi cô ấy không được nghe những lời động viên, những lời khen dễ thương đến vậy. Vợ ai mà đẹp quá à. Chết tôi rồi. Nếu mà có người khen vợ anh thì anh có thấy sao sao không? Có chứ. Bắt đầu em thấy nhột nhột lắm rồi đó. Thấy ruột sôi sôi rồi đó. Thấy ruột nó làm sao sao á. Cho em phải uống thuốc bổ gan trở lại chứ gan em sôi lắm rồi đó. Anh Giang, bao lâu rồi anh không khen vợ mình? Cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi hả anh? Còn bên đây là mấy năm rồi đó. Mà có khi là chưa bao giờ luôn á nha. Tại vì anh Tuấn là người ít nói mà. Thì bây giờ mình tạm gác qua cái cảm giác ghen đi. Anh thấy vợ mình rớt nước mắt vì hạnh phúc như vậy, anh thấy sao? Khi được nhận được một lời nói yêu thương á, thấy vợ rớt nước mắt. Mình có thể mình là làm tổn thương vợ gì đó, mình không làm được như vậy. Dạ. Nhưng mà những việc này đối với anh nó dễ hay khó? Cũng chỉ là một câu nói nhưng mà mình chưa làm được. Dạ. Mình không biết tại sao mình không thể nói cái câu đó ra. Mình cái con người nó kiểu nó khô khan quá, nó cứng nhắc quá. Anh lặp lại với em nha. Vợ ai mà xinh thế? Vợ ai mà xinh thế? Đó. Anh nói được khó mà. Quá. Nhưng mà rõ ràng là vì do cái tâm lý của mình thôi. Với con của anh thì anh có khen, có bày tỏ sự yêu thương với các bé nhiều. Với con cái thì mình bày tỏ nhiều hơn. Thí dụ con gái mình thì hôm nay mặc đầm con, hôm nay trông con dễ thương quá, xinh quá. Cũng cái tình cảm đó thôi, nhưng mà tâm lý thoải mái hơn đối với con. Thì với vợ anh hãy mở lòng ra, em chắc chắn chị khóc như mưa. Chính xác, chị đang khóc như mưa bên này. Chắc về mà mình phải nghe lời của dạ, cố lên anh, cố lên anh. Thử một lần xem sao. Dạ. Còn không biết là chị Quý bao lâu rồi chị không nghe được lời khen của chồng mình?
anh Tuấn là không bao giờ khen em đẹp hết á. Chưa bao giờ luôn. Chưa bao giờ luôn chứ đừng có nói là bao lâu. Ngay từ đầu chương trình thì anh Tuấn có chia sẻ là cái lý do mà anh ấy cảm thấy ấn tượng và yêu thương chị bởi vì nụ cười rất tỏa nắng, đó là một lời khen. Và đó có phải là lời khen đầu tiên không chị? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà anh Hoàng nè, anh hỏi thử anh Tuấn coi là bây giờ nữa thì anh có thấy chị là còn tỏa nắng như ngày xưa không? Anh ơi, nắng đã tắt hay chưa? Nụ cười tỏa nắng nè. Vẫn còn vẫn còn. So với ngày xưa như thế nào? So với ngày xưa thì cũng 9-10 rồi. Nói vậy thì sao không khen người ta em đẹp lắm hay là em độ em đang yêu em khóc cũng đẹp giống hồi anh chàng kia? Cái vấn đề khen đẹp hay không mà hình như trong đầu mình có cái gì á, như kiểu đề cao người ta lên quá. Anh sợ là khen thì vợ mình sẽ cảm thấy tự tin quá, tin quá cao. Anh có nghĩ như vậy là một con dao hai lưỡi, cuối cùng anh lại tự đập khó mình? Đúng, nó thành một cái con dao hai lưỡi đúng không? Em nghĩ là do là anh không có quen để nói cái từ đó. Nhưng mà nếu mà tập luyện chắc sẽ được anh à. Có điều là chị Quý nè, khi mà người chồng trong mơ xuất hiện một cái, đầu tiên thấy chị Quý cũng xúc động và đã khóc. Mà tại sao mình lại khóc? Chắc cũng nhớ cái xưa đó. Mình lại cười té té lên. Anh nè, anh đẹp trai quá. Người chồng trong mơ xuất hiện một cái là anh muốn nắm tay rồi anh muốn hôn mình một cái liền. Giống như là anh nói là mình dễ thương quá, mình đẹp quá, tự nhiên cảm giác mình xúc động. Chồng mình đi làm về những lúc mình cũng giả đò đưa cái mặt lên coi thử chồng mình có hôn mình cái không vậy đó. Nhưng mà bật ngửa ra chồng mình đi thẳng vô nhà luôn. Trời ơi chứng thận sao anh vô tư thế? Không, chứ nhiều khi anh tưởng chị đang nghe cái gì đó luôn. Không thèm nhìn mình gì chứ. Chắc lúc đấy là tưởng mặt ra hách chồng nên vẫn cả trời ra chửi chồng. Anh tưởng đâu là kênh sport anh cái ảnh đấy mà. Ai biết là đòi hùng thì nói đi. Người ta nói là sao? Yêu là phải nói là phải ăn. Anh Hoàng, em có cánh lời mốt chị đừng có hết mặt như vậy mà chỉ tay luôn để anh biết luôn. Mà nó mới hiểu được cảm giác của chị Quý. Đã lâu lắm rồi chị mới có cảm giác yêu thương nhiều đến như vậy. Và không phải chị ấn tượng với sự xuất hiện của người chồng trong mơ, một nhân vật hoàn toàn lạ, đúng với tiêu chuẩn chị đặt ra đâu. Chị đang nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Chị đang nhớ lại người chồng ngày xưa đã mang lại tình yêu đầu của mình. Và đó là lý do khiến cho chị rất nước mắt. Đúng rồi. Những cái hình ảnh tiếp theo sẽ như thế nào? Nó khát nước không? Để em đi đắp nước cho luôn. Nhưng mà thôi để anh đi dậy anh lấy cho. Thôi để lấy cho. Đây là nhà của thôi, em mà. Ngồi đi, để em lấy cho. Không sao đâu, anh cứ ngồi rồi. Đi. Để anh đi cho. Ôi cha ơi, ôi trời ơi. Ôi sao rồi. Rồi chân bị chặt rồi kìa. Ngồi xuống đây đi. Bị đâu? Bị ở đây hả? Chân cẳng. Để anh coi dầu nhà mình để đâu ra. À kia rồi. Đâu cho anh xem nào. Chỗ này đúng không? Quá, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nhé. Sưng lên rồi này. Sự lo lắng trên nét mặt của anh nghe với những cử chỉ đứng dịu dàng ấy khiến chị Quý nhớ lại hình ảnh của anh Tuấn như mấy ngày nào hai anh chị yêu nhau. Cười những lần sau đi cẩn thận. Có nóng không? Không. Anh ấy giống như là một bờ vai rộng, có một bàn tay có sức lực thật là lớn, thật là khỏe mạnh để nâng đỡ mình và những đứa con của mình. Mình cảm giác thật là vui. Và khi anh ấy dịu dàng bóp chân của mình cảm thấy không còn sự đau đớn nào nữa, mà thay vào đó là một sự ấm áp, một sự dịu dàng và một sự quan tâm ở đâu đó lâu lắm rồi mà hình như cũng không có nữa từ người chồng của mình. Chị Quý ơi, trước đây anh Tuấn có từng chăm sóc cho chị như vậy không ạ? Cũng có, nhưng mà giờ thì không có khó. Anh Tuấn có để ý là từ khi nào mình giảm bớt cái mức độ quan tâm và chăm sóc đó? Từ khi mà có đứa con thứ hai. Tại sao vậy ạ? Áp lực công việc của anh nhiều quá vì nhân khẩu của mình tăng lên hay sao? Đúng là áp lực của gia đình và công việc á. Dạ, em hiểu mà, tính đàn ông của chúng ta là như vậy. Còn cái việc mà chăm sóc các bé thì hoàn toàn là do chị đảm nhận. Vợ chăm sóc hết. Còn mình có bao giờ anh thay tã pha sữa cho các bé không? Có, lúc mà sinh đứa đầu là mình thay tã cho con mà là mình trực ở viện. Vợ nằm ở viện một tuần là mình ở trong đó luôn. Sau khi kết thúc một tuần thì mình sẽ phải đương đầu với rất nhiều tháng ngày khác nhau. Anh có thường xuyên thức đêm để chăm các bé không? Có. Dạ.
Mà đến đứa bé thứ hai thì sao? Đến đứa bé thứ hai thì mình có vẻ lười hơn. Nhưng mà đứa bé thứ hai mình vẫn chăm sóc. Cho em hỏi một câu tế nhị như thế này. Cái nguồn tài chính của mình thì ai sẽ là người quản lý cái nguồn đó? Vợ mình sẽ quản lý. À, chị sẽ quản lý. Đúng rồi. Đưa cho vợ quản lý chi tiêu là mình hoàn toàn tin tưởng vào vợ đúng không ạ? Đúng, mình tin vợ mình mới đưa chứ. À đó đúng rồi, nên đâm ra cái tâm lý của mình rất là thoải mái đúng không ạ? Đã có người thay mình để chăm sóc hết tất cả mọi thứ trong gia đình rồi. Nên đôi lúc anh bị vô tình bỏ qua những lúc mà vợ đang cần sự chăm sóc. Chắc có lẽ đúng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc hẹn hò rất lãng mạn của người chồng trong mơ và chị Quý. Em đang chơi gì đó? Đang chơi Minecraft. Chơi cái này nhiều không có tốt đâu. Đâu chú mượn này. Đưa đưa đưa, đưa chú mượn nè, đưa đây. Giờ nhìn chú nè. Chú có cái này hay hơn. Dẹp cái bàn ra. Chú ấy muốn làm gì đây? Nè nhìn nè. Giờ chú nhảy cho coi ha. Cũng hay đấy chứ. Sao chú ấy có thể nhảy giỏi vậy? Đi, lên đây, lên đây. Tập nhảy với chú. 1, 2. Mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, ni o i o. 1, 2, 3. Thật là thích, mình cũng làm được giống chú ấy rồi. Heo này vui lắm, em hôm nay vui lắm. Sao tí nữa chú cháu mình ra công viên đá banh à? Thật tuyệt vời, giá mà anh Tuấn luôn là người chủ động dẫn con đi chơi như thế này. Mình thấy con của mình được hoạt động, được vui vẻ, được nhảy nhót. Mình chỉ ước mơ điều đó từ một người chồng thật của mình. Mong rằng anh với con luôn hoạt động thể thao để giảm bớt sự căng thẳng khi con đi học, hoặc là giảm bớt tình trạng chơi điện thoại. Khi đây, tính đi đâu ạ? À? Tính đưa con với em ra công viên để thay đổi không khí xíu. À, anh có cái này, anh có cái này tặng em. Anh ấy mang đến cho mình điều bất ngờ gì đây? Đây. Gì ạ? Có quà nữa. Chắc là hợp với dáng em lắm đó. Đây nè, đây, đây. Ồ, một chiếc đầm rất đẹp. Đâu, cho anh hướng thử coi. Cái đầm thật là đẹp, rất là hợp với mình. Mình cảm thấy rất là vui, thật là sung sướng. Chắc là rất là lâu rồi, cô ấy chưa nhận được những món quà nào hết. Wow, rất là hợp với dáng em luôn đó. À mẹ tới rồi, mình đi công viên. Wow. À. Em thật là đẹp. Được không? Quá hợp với em luôn, quay vòng anh xem nào. Wow. Số 1, đúng là anh lựa không có sai. Người đẹp mà cái gì cũng đẹp ha. Em mới đúng là người vợ trong mơ của anh. Khi mà người chồng trong mơ nói em đẹp lắm khi em mặc chiếc áo đầm này, mình cảm giác thật sự rất là vui đối với mình. Mình chỉ ước mơ được một lần chồng mình cũng nói với mình câu là em ơi em đẹp lắm, cảm thấy thật là ấm áp và hạnh phúc. Mình thấy được trong ánh mắt của cô ấy không, đã rất lâu rồi không nhận được cái sự quan tâm từ người chồng. Có thể là phụ nữ càng lớn tuổi thì sự quan tâm của người chồng đối với cô ấy càng sẽ càng ít đi hơn. Chờ anh chút nha, anh nghe điện thoại. Alo. Xin được thông báo thời gian là người chồng trong mơ đã kết thúc rồi. Được rồi, ok. Chúng ta đi anh. Xin lỗi em, thời gian là người chồng trong mơ của em đã kết thúc rồi. Chào em. Anh. Chương trình đã cho em sự ấm áp và hạnh phúc. Không phải là vì người chồng này thật là đẹp trai hay lộng lẫy. Anh cũng là người chồng thật là đẹp trai đối với em rồi đó. Em mong rằng khi anh coi chương trình này, anh quan tâm với em một chút xíu nữa thôi là chúng ta hạnh phúc rồi đó anh. Đó cũng như là một cái lời nhắn nhủ mà chị Quý dành đến với anh Tuấn, để anh có thể cùng vun đắp nhiều hơn nữa tình yêu của hai anh chị. Hồng Tiên thích nhất là cái anh người chồng trong mơ mà tham gia cùng với đứa con của chị. Thì không biết là thường là anh ở nhà có hay tham gia những cái hoạt động chung với các bé không ạ? Dạ không chị. Em còn nói chứ hai cha con dẫn nhau đi tập thể dục đi, mà ông xã em nói thôi. Ủa sao kỳ vậy ta? Tự nhiên sao bây giờ cảm thấy lười quá. Em không biết nói gì trơn, cạn lời. Ông bà ta thường nói con hơn cha thì nhà có phúc. Nhưng mà với thời đại hiện đại như bây giờ mà con mà coi điện thoại nhiều hơn cha thì nhà bất ổn rồi quý vị ạ. Và rõ ràng là anh người chồng trong mơ cũng đã thực hiện một số động tác rất là gương mẫu.
để khiến cho các bé tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và tập thể dục nhiều hơn nữa thì mong là anh cũng sẽ chú ý hơn việc đó. Rồi bây giờ nè, anh nhìn vợ mình với cái chiếc áo vừa rồi, anh thấy đẹp không? Thường ở nhà hai mẹ em nói là mình thấy là cũng được. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, những lời nói dối đôi khi nó ngọt ngào, nó sẽ mang hiệu ứng tốt hơn. Cũng có lúc nhà mình nghĩ nói dối như vậy, nhà mình thấy mình nó gian gian làm sao á. Dạ, anh sống ngay thẳng quen rồi đúng không? Ngay thẳng nó quen rồi. Anh hãy nghĩ thêm một hướng khác, đó là cái cách nói khéo, uyển chuyển hơn. Người phụ nữ của chúng ta đâu còn giống cách đây mười mấy năm nữa, với ba vòng vòng nào vòng nấy nó đã ơi là đã đâu. Trải qua hai đứa con rồi, cơ thể nào chịu đựng nổi. Nhưng mà với thân hình như vậy, quần áo phụ kiện đi kèm theo thời gian, nó không có tân thời giống như cô gái trẻ. Nhưng chỉ cần một lời nói thôi, bộ này hợp với em nè, thôi nhìn em đẹp đó, anh thích đó. Đó là những liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất để những vết mổ, những vết rạn nứt trên da ngày xưa nó xua tan đi hết. Cô ấy sẽ tự tin hơn. Một khi tinh thần đã tự tin, cô ấy sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đẹp hơn không là do chồng chúng ta. Mà em nói thiệt á, hôm nay là chị bận cái áo anh đã tặng cho chị để tham gia chương trình. Chị cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy vui và hãnh diện lắm chị. Nãy giờ em đi khoe quá. Trời dễ thương nha. Chị ơi, bây giờ mình mặc tới tối luôn nha, mình đừng cởi ra nha. Mặc luôn, khỏi cởi ra nha. Mặc luôn đi ngủ luôn. Mặc luôn đi ngủ luôn anh Quang. Không biết rằng hồi xưa là anh có tặng áo cho chị chưa? Chưa bao giờ anh tặng. Chứ hồi xưa đến giờ anh tặng chị cái gì? Không tặng gì hết. Em nghĩ ít nhất cũng phải có một cái cành hồng hay là một cái hỏi sô-cô-la hay là... Có, là cái ngày đầu tiên yêu nhau á, là có gặp nhau á, thì anh có tặng cho hộp bánh đậu xanh. Trời, sao chị dễ cua vậy? Hay thiệt, nội công thâm hậu, chỉ cần một cái bánh thôi là cưới vợ được. Sắc. Tại vì khi yêu rồi á, là cho cái gì cũng thấy yêu hết trơn á. Giờ không cho cũng thấy yêu. Không cho cũng thấy yêu nữa. Bây giờ sao không biết sống lâu rồi với nhau, giờ thấy không cho gì thấy bực sao. Hồi xưa khi mà chị gặp ảnh trong cái thời gian đó là có nhiều người tán tỉnh chị. Trời ơi, hơi bị nhiều luôn. Anh nghe chưa? Rồi người ta có tặng quà cho chị không? Trời ơi, tặng nhiều lắm. Tặng cả dây chuyền nữa. Ông xã biết mà. Ủa sao không chịu ông đó? Không, học vì không thích. Ngộ ha, cuộc đời ngộ ghê trời. Bất công á. Biết tại sao nữa, nó duyên nó sao á, là duyên nợ. Dạ, gặp mà nếu như nó hút mình không có cưỡng lại được cái tình yêu đó đó chị. Ảnh bị chị hút hay là em cũng không biết nữa. Vậy này, cái hôm đó thì em đang ngồi đánh máy, tự nhiên ảnh ở đế rau đi xong vào văn phòng của em, xong anh hung em cái chụp một cái cái em giật mình, em không biết anh đánh cái đến cái đoạn nào rồi mà em cũng không biết em giờ em đánh cái gì thêm nữa. Cái em nhìn sững vậy nè chị, sau một chút xíu em nhìn ra em thấy anh đi băng ra ngoài cái cửa rồi. À, ảnh bị chị hút vô đó. Vậy hả chị? Em cũng biết nữa đó, tình yêu mà em không hiểu tại sao luôn. Đó, anh thấy không? Chính nhờ những động tác đó bằng những sự chân thành nhất của mình. Đơn giản mà hiệu quả biết bao nhiêu. Nó mộc mạc mà nó hiệu quả. Dạ, đó, lâu lâu hôn cái chuột cái là hầm nóng tình yêu liền. Có, lâu rồi hồi đó mình cũng lãng mạn chứ. Mà sao bây giờ mình hết rồi sao? Sao vậy? Nắm tay còn không cho nữa đó chị. Cảm ơn chị đã trải lòng rất nhiều để cho tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay có thể nhìn nhận lại chính bản thân của mình trong cuộc sống gia đình. Và em xin cảm ơn Giang, cảm ơn chị Thu, những người bạn rất thân đối với vợ chồng anh Tuấn, chị Ánh Quý. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc để cả hai vợ chồng anh Tuấn và Ánh Quý cùng nhau đối diện. Sự vô tư mà đôi khi dẫn đến vô tình và vô tâm. Nhưng ngay bây giờ anh Tuấn có thể chứng tỏ được bản lĩnh của một người đàn ông khi có thể đối diện với những điều cực kỳ đơn giản đến từ những ước mơ của người vợ là chị Ánh Quý. Vậy thì những điều đó là những cái điều gì? Những cái yêu cầu ra sao? Trước tiên, anh Tuấn ơi, lắng nghe thật kỹ để mình có thể trả lời là mình đồng ý hay là không đồng ý nha. Được. Đơn giản lắm, lúc nào chị Ánh Quý cũng mong muốn anh Tuấn thường xuyên chơi với con thay vì cầm điện thoại. Cái này mình có thể thực hiện được, mình đồng ý. À dạ. Nguyện vọng tiếp theo của chị Ánh Quý đó là hãy cố gắng vào cuối tuần sẽ dẫn cả nhà đi dạo. Chắc cuối tuần này mình sẽ dắt vợ con đi công viên hay đi ăn uống ở đâu đó. Ủa, có cuối tuần này thôi à? Tất cả những cái cuối tuần tiếp theo đây cho đến 100 năm nữa thì sao? Mình phải tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mình, nó có cho phép mình hay không. Không quan trọng là cuối tuần, mà cứ quan trọng là cứ lúc nào rảnh là mình có thể dẫn vợ con đi anh nhé. Dạ, đúng. Vậy là anh thực hiện được luôn. Được. Còn thêm một điều nữa, chị Ánh Quý cũng rất là ao ước, đó chính là khi mà vợ mệt mỏi thì hãy massage và hỏi thăm. Đó. Khi mà vợ mệt mỏi, mình có thể massage đấm lưng cho vợ là bình thường. Trước đây anh đã từng làm điều này chưa? Có, mình có cạo gió cho vợ. Lúc đó là bệnh luôn rồi đó. Và bây giờ anh có sẵn sàng làm những chuỗi hành động
động sau đây hay không? Hãy nắm tay, nhìn vào mắt vợ và nói rằng vợ ai mà xinh thế? Chắc có thể... Đồng ý. Mình làm được. Làm được mà anh cười khì luôn. Sẵn sàng nha. Sẵn sàng. Cố gắng lên nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Nắm tay và nói. Vợ ai mà xinh thế này? Và còn nữa, hôn môi vợ một nụ hôn kéo dài 1 phút. 15 giây. Gần 2 phút nữa đó anh. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chúng tôi đã cảm nhận được cái tình cảm này của cả hai vợ chồng, anh Quý và anh Tuấn. Và quý vị có thấy được rằng hai thiên thần đang chạy vào để chia vui cùng với ba mẹ. Ba mẹ sẽ mãi là niềm tự hào, là nơi để tụi con dựa vào rất là vững chắc. Và đây là một trong những hình ảnh rất đẹp. Mong rằng tất cả các cặp đôi khi mà chúng ta có những cái khúc mắc thì chúng ta cũng có thể giúp nhau vượt qua những cái khó khăn đó để tiếp tục với cuộc hôn nhân của mình, giống như gia đình của anh Tuấn và chị Anh Quý. Và ngay sau đây, ở những giây cuối cùng của chương trình, chị Anh Quý, anh Tuấn có đúng là người chồng lý tưởng và trong mơ của mình hay không ạ? Anh Tuấn là người chồng trong mơ và là người chồng lý tưởng của em mãi mãi. Và mãi mãi đúng không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều. Một happy ending đúng không nào? Và chương trình Người Chồng Trong Mơ rất trân quý những giọt nước mắt của chị Anh Quý, đại diện cho rất nhiều tâm sự của chị em phụ nữ sau khi lập gia đình, họ chịu những cái tuổi phận ra sao. Và những điều này đã được giải bày trong chương trình Người Chồng Trong Mơ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với nhà tài trợ Sum Heavy, hỗ trợ điện truyền phim xoan của Sum Phạm Ma, và đặc biệt là nhà tài trợ chính Nucci Baby giúp bé ăn ngon, tiêu hóa tốt. Và hãy nhớ đón xem chương trình vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 dưới đây. Ngọc Tiên và Hoàng Rapper xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.